Báo săn bị bầy linh dương đồ bò quê đánh hội đồng, phải chạy dưới đất. Cuộc chiến tiếp theo này diễn ra tại khu bảo tồn trò chơi Moremi, Botswana. Theo đó, một cặp báo săn đang lang thang tìm kiếm con mồi, và lần này chúng tìm cách tiếp cận bầy linh dương đồ bò. Thế nhưng trái với kỳ vọng của mình, hai con báo lại có một ngày đi săn đầy tệ hại khi bị chính con mồi phản công. Linh dương vốn có cặp sừng sắc nhọn, đủ khiến các loài ăn thịt phải trả giá đắt nếu sơ sẩy trong quá trình săn mồi, nên hoàn toàn có thể khiến báo săn phải kiêng dè. Đáng nói hơn, lần này cả bầy linh dương lại quyết định chủ động bao vây và tấn công kẻ đi săn. Quá kinh ngạc và bất ngờ với hành động này của con mồi, hai con báo đã rơi vào thế bị động và bị bầy linh dương rượt đuổi rẽ khói. May mắn là tốc độ siêu việt đã giúp chúng thoát chết. Vì cứu con, linh dương sừng kiếm lùa báo săn đến nơi đến chốn. Như mình vừa mới nói ở trên, thì linh dương sừng kiếm hay linh dương nói chung đều là những động vật có tốc độ rất tốt. Không như vậy, chúng còn có khả năng chuyển hướng bất ngờ, giúp những loài ăn cỏ này có thể thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Tuy nhiên, những điều đó nếu đặt trước báo săn thì chưa đủ, đặc biệt là với con non. Báo săn là động vật săn mồi nhanh nhất hành tinh, chỉ tính trên cạn. Cơ thể dẻo dai và tốc độ kinh ngạc là thứ vũ khí chết người của chúng. Theo đó, con báo săn không gặp quá nhiều khó khăn để hạ gục con linh dương non. Tuy nhiên, mẹ của nó thì lại là chuyện khác. Với ưu thế về thể hình, cùng cặp sừng dài, nhọn hoắt như kiếm, con linh dương mẹ quyết liệt phản công, lùa báo săn đến nơi đến chốn để giải cứu cho con. May mắn là những nỗ lực của nó cũng được đền đáp xứng đáng. Báo săn buộc phải buông tha con mồi, còn linh dương non thì lại trở về bên vòng tay mẹ. Báo săn bị cả nhà linh dương sừng kiếm đánh hội đồng. Báo săn hay còn gọi là báo gepa là những động vật ăn thịt lớn nhất trong thế giới tự nhiên. Nếu bị chúng đưa vào tầm ngắm, con mồi sẽ khó lòng thoát nổi. Và một con linh dương sừng kiếm chưa trưởng thành thì chắc chắn không phải đối thủ của bốn tay thợ săn cự vách. Đây cũng chính là tình huống trong cuộc chiến đầu tiên này. Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau, con linh dương non đã gục ngã trước sự tấn công quyết liệt của bầy báo. Tuy nhiên, điểm may mắn của nó chính là gia đình. Giống như bao loài động vật khác, bảo vệ thành viên trong đàn dường như đã trở thành bản năng, ngấm vào máu của các loài vật, đặc biệt là những loài ăn cỏ, vì đó mới là sức mạnh để chúng chống lại kẻ đi săn. Linh dương sừng kiếm có các sừng dài và nhọn hoắt, với cơ thể to lớn, chiều cao tính đến vai hơn 1m, nặng khoảng 150-210kg. Những cú húc của chúng ở tốc độ cao cũng là thứ vũ khí nguy hiểm chết người. Chẳng vậy mà dù số lượng không chênh lệch nhiều, nhưng đứng trước những cặp sừng sắc nhọn, cộng với những bước chân đang chạy thần tốc, dồn dập, cùng với những cú húc nảy lửa của bầy linh dương sừng kiếm, bốn con báo gepa chỉ còn có thể lựa chọn kế tẩu vì thượng sách. Sư tử rủ nhau đi săn, hai đánh một mà vẫn vừa chột vừa què. Cũng như những ngày nóng oi ả khác trên thảo nguyên châu Phi, sư tử lặng lẽ bước đi để tìm kiếm bữa ăn cho bản thân và các thành viên trong đàn. Sống thành bầy nên con mồi dù có to cỡ ngựa vằn hay linh dương cũng chỉ đáp ứng được một phần nào nhu cầu của chúng. Nhưng con sư tử cái luôn luôn phải cố gắng săn được con mồi béo bở nếu không muốn chết đói. Nhưng với vị thế của mình, sư tử có thực đơn cực kỳ phong phú. Chúng đưa vào danh sách đó hầu hết các loài vật ăn cỏ ở châu Phi, từ to lớn đến nhỏ đều có cả. Và lần này là những con linh dương sừng kiếm phát hiện ra đàn linh dương đang ăn cỏ, hai con sư tử nhẹ nhàng tiếp cận, núp sau lùm cây rồi bất ngờ bứt tốc đuổi theo con mồi. Có đến hai tay sát thủ lão luyện cùng hướng tới mục tiêu là con linh dương sừng kiếm. Thậm chí chúng còn kiếm con mồi ngã xuống rồi, nhưng cuối cùng vẫn vượt mất bữa ăn ngon. Lý do là bởi nạn nhân lần này không hề dễ bắt nạt. Với các sừng dài và nhọn hoắt, con linh dương dễ dàng phản công ngược lại kẻ thù và ung dung trở về hội họp cùng đàn của mình. Cũng phải nói thêm, sau khi suýt bị thương bởi cặp sừng nhọn hoắt của linh dương, con sư tử cái có vẻ lo sợ và không dám đặt cược thêm vào lần đi săn quá nguy hiểm này. Có lẽ chúng sẽ thử sức lại với con mồi khác để kiếm được bữa ăn ngon. 8 con sư tử vây bắt linh dương sừng kiếm và cái kết bó tay. Trong cuộc chiến lần này, con linh dương chỉ có một mình đơn độc, trong khi đàn sư tử có đến 8 con. Đây là một thời cơ cực kỳ hấp dẫn cho đàn sư tử. Chúng không dễ gì mà bỏ qua cơ hội hiếm có này. Tuy nhiên, khi cả đàn sư tử đã vây quanh linh dương thì lại không có một con sư tử nào có thể ra một đòn tấn công quyết định. Lý do nằm ở cặp sừng dài nhọn hoắt mà linh dương sừng kiếm đang sở hữu. Sau khi tìm mọi cách nhưng vẫn không làm được gì linh dương sừng kiếm, đàn sư tử đang ngậm ngùi bỏ cuộc, bỏ lại con linh dương ung dung trên lãnh địa của chúng. Thực tế thì cả con đực và con cái trong loài linh dương sừng kiếm đều sở hữu cặp sừng dài thẳng, nhưng sừng linh dương cái mảnh mai hơn. Cặp sừng này có thể dài 1-1.2m ở cả đực lẫn cái. Chó hoang xé xác linh dương ngay trước mũi hà mã.
Chó hoang châu Phi là loài săn mồi đáng sợ, nhờ vào sự liều lĩnh và khả năng kết hợp bầy đàn rất tốt. Chúng là loài săn mồi có tỷ lệ thành công cao, vào hàng bậc nhất trong tự nhiên hoang dã. Cuộc chiến lần này là một cuộc phối hợp đi săn của đàn chó hoang tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Chúng đuổi theo một con linh dương tới một hồ nước. Con linh dương nhảy xuống nước, hòng thoát thân trong khi đàn chó hoang vây quanh trên bờ tìm cơ hội tấn công. Điều bất ngờ rằng đây chính là lãnh địa của một con hà mã. Nó có vẻ tức giận vì bị cuộc đi săn của đàn chó hoang quấy rầy. Tuy nhiên, sau khi xua đuổi đàn chó hoang, con hà mã tiếp tục lặn xuống nước để mặc những kẻ khác. Tranh thủ lúc linh dương đang bơi vào gần bờ, một con chó hoang đã tóm được con mồi và nhanh chóng lôi nó lên bờ. Cả đàn sau đó đã nhanh chóng sâu xé con mồi và thưởng thức bữa ăn này của mình. Bị sử linh dương đâm thủng họng, chăn đá vật vã trong đau đớn. Một con chăn đá châu Phi đang cố nuốt trọn một con chăn hoãng sau khi đã giết chết con vật này. Tuy nhiên, trong quá trình nuốt mồi, con chăn đá châu Phi đã gặp phải một tai nạn khá hy hữu khi bị cặp sừng của linh dương đâm thủng vòng họng. Do bị mắc kẹt, con chăn không thể tiếp tục nuốt cũng như nhá con mồi. Sau một thời gian quằn quại vì đau đớn, con chăn cuối cùng cũng thoát khỏi cặp sừng của linh dương và bò vào bụi rậm để chạy trốn. Với vết thương nghiêm trọng này, nhiều khả năng nó sẽ gặp không ít khó khăn trong việc săn mồi. Ít nhất, con chăn cũng phải chờ đến khi vết thương liền lại mới có thể tiếp tục đi kiếm mồi. Chăn đá châu Phi là loài rắn lớn nhất ở lục địa đen. Con chăn đá trưởng thành có chiều dài tới 7m, thậm chí là 10m. Giống như các loài chăn khác, chăn đá châu Phi không có nọc độc và chúng giết con mồi bằng cách cuốn chết. Sau khi tấn công con mồi bằng cú đấm mạnh, chúng cuộn thân giết chết con mồi. Nằm gọn trong hàm cá sấu, linh dương vẫn tạo nên kỳ tích. Trong lúc đang uống nước ở một cái hồ tại khu bảo tồn Masai Mara, Kenya, con linh dương Impala này đã bị sát thủ đầm lầy cá sấu đâm một cú đấm ngang đùi. Để mà nói thì xương hàm của cá sấu nhạy cảm còn hơn cả đầu ngón tay người, nhờ vào hàng loạt đốt sần tí hon nằm dọc theo hàm. Theo các nhà khoa học, chính nhờ quai hàm siêu nhạy này mà cá sấu vừa có thể ấp trứng trong miệng với sự nhẹ nhàng tuyệt đối, vừa có thể đâm mồi cực mạnh chỉ sau chưa đầy một giây. Chưa hết, với lực cắn khủng khiếp lên tới 2,6 triệu kg trên mét vuông, cá sấu châu Phi còn được xếp đầu trong danh sách những động vật có cú đấm uy lực nhất. Đây cũng là loài động vật bò sát lớn nhất còn sống trên trái đất, với một số loài cá sấu châu Phi dài tới 6 mét và nặng hơn 1 tấn. Và đấy, với sức mạnh đến từ bộ hàm kinh khủng khiếp như vậy, con linh dương chỉ có thể nằm im chờ chết. Tuy nhiên, điều khó tin nhất đã xảy ra. Con linh dương đã thoát khỏi hàm cá sấu một cách ngoạn mục. May mắn xuất hiện là do cá sấu đã vô tình mở hàm ra, tạo ra cơ hội cho linh dương chạy thoát. Có lẽ từng nạn nhân đã chết và không thể chạy được nữa. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Admin chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và luôn hạnh phúc nha. Hy vọng rằng qua video này, các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức hay về thiên nhiên và các loài động vật hoang dã. Hãy cùng Admin chung tay để bảo vệ một hành tinh xanh và thật nhiều những loài động vật xinh đẹp các bạn nha. Các bạn cảm thấy video này như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nghĩ với chúng mình qua những bình luận ở phía bên dưới nhé. Hy vọng là các bạn đã có những giây phút hồi hộp và thú vị. Đừng ngần ngại bấm like và subscribe để theo dõi thêm nhiều những điều hay và thú vị hơn. Ngoài ra hãy nhớ bấm nút chuông để nhận được thông báo nhanh nhất đến từ channel của chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!